Anh biết là anh đang làm ảnh hưởng tới công việc của tôi không? Anh làm ơn nhanh đi khỏi đây và đừng ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi nữa. Được, từ giờ anh sẽ không xen vào cuộc sống của em nữa. Nhưng anh muốn hỏi em một điều, giữa chúng ta từ trước tới bây giờ có gì là thật không? Em có thương anh không? Chẳng lẽ anh yêu em nhiều nhưng không biết cách nuông chiều, lạc lối xa hoa em phê pha theo giai điệu ngân nga. Em có bao giờ thương anh dù chỉ một lần không, hay tình tư khói sương mờ trong căn phòng cô đến đau từng cơn nhìn em bên ai mê trong. Em có bao giờ thương anh dù chỉ một lần không?